nặng quá đúng không? Để đây muỗng rồi. Thôi, để em mua bê cho. Cái nhãn nó ăn không? Có. Ừ, bố thử xem nào. Ngọt nè. Anh có ăn không? Nóng nhở? Bắt không được à?
Đây xong rồi ạ. À chà, hôm nay bố con hái được nhiều quá nha. Vâng, thôi thì gọi là ông gửi tiền công cho bố con 100.000 nhá. Vâng, cháu xin ạ. À. Xin ạ. À, lên. À, máy bay nhá. Máy bay bố con về nhá. Chạy ra rửa chân rửa tay đi rồi bố vào uống nước cơm. Vâng ạ. Ừ. Thôi được rồi, để bố múc cho. Thank you.
vào trong chơi đi, bố chuẩn bị nấu cơm nhá. Nấm ơi, ra ăn cơm con ơi. Nấm ơi, ra ăn cơm. Nấm ơi, ra ăn cơm con. Sốt cao thế. Nha.
đây nào. Con dậy thay quần áo rồi nghỉ ngơi nhá, bố đi làm ngoan lắm. Thank you.
nào thế? Ngồi đây để bố lau mặt đi rồi ăn sáng nhá. Cầm đấy, đi vào tối nắng.